nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đề ra một số giải pháp trọng tâm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu. Theo đó, tập trung các giải pháp phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập đời sống của người dân, ưu tiên triển khai hỗ trợ nâng cao năng lực phát triển các sản phẩm ô cốp, du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với lợi thế của từng địa phương, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường nông thôn, quan tâm mở rộng mạng lưới cung cấp và đảm bảo chất lượng nước sạch nông thôn ra soát hoàn thiện cơ chế chính sách về phát triển du lịch nông thôn xây dựng định hướng phát triển du lịch nông thôn và tích hợp bổ sung trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch nông thôn xây dựng mô hình thí điểm chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới tập trung thực hiện chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất bảo quản chế biến nhằm tăng năng suất nâng cao chất lượng đời sống của người dân